Hai mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay chúng ta có đơn hàng của Shopee mọi người. Đó là tượng người, tượng Tara mọi người, Tara xanh mọi người, Tara Bồ Tát mọi người. Đây mọi người, này của kim cương Hy Lạp mọi người, này tượng mặt tâm mọi người. Mình có shop kim cương Hy Lạp mọi người, SG Sài Gòn mọi người, giá 350 người, từng phật mặt tông người, bốn tông giữa màu người, khoảng 14 xăng người. Tara xanh người. Tượng của bên mặt tông bên phản người, thấy người ta dễ màu, mấy loại tượng dễ màu mình đẹp luôn, cách phối màu người. Sử dụng nhiều màu sắc người, nhưng mà nhìn nó đẹp luôn, nó dáng đẹp luôn. Nâng bề giấy người, nhiều màu sắc nhưng mà kiểu nó phối màu nhìn nó ấy đa dạng hơn, nhìn đẹp hơn, tượng đẹp mọi người, dễ màu đẹp á. Cái nhỏ nhỏ nó dễ chi tiết nha, thấy tượng đẹp mọi người, dễ đúng màu mọi người. Đem người giá 350 mọi người, này tượng Tara xanh mọi người. Cái màu nó ánh người, này đặc trưng giống như đặc trưng của mấy tượng mà mặt tông bên 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 tạng luôn rồi, bên tạng đó. Tượng thì dễ màu nhìn người, nhìn nó đẹp người, đủ màu hết luôn rồi. Rồi video unbox của tôi tới đây là hết mọi người, chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, bye mọi người. Cũng có mấy chỗ bây giờ có mấy cái tượng cũng có vẽ màu người. Hồi đó thì ở bên mình tượng mình làm thì cũng đơn giản rồi, không mấy.